Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tôi là Trương Gia Thịnh, là một nhà huấn luyện và đào tạo về kinh doanh trên mạng. Khát vọng trên vòng trục đời tôi là hội tụ huấn luyện và đào tạo 1102 thủ lĩnh kinh doanh trên mạng xuất chúng để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và hiện tại tôi đang là thủ lĩnh của tập đoàn Sibri, một tổ chức gần 2000 người phát triển trong nước và vươn ra thế giới. Và trong cái buổi ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho anh chị công thức sở hữu ô tô trong vòng 8 tháng và bao nhiêu cho số các bạn thực sự muốn năm 2021 của mình là một năm rực rỡ nhất trong cuộc đời của mình thì comment với tôi, đúng không ạ? Bao nhiêu cho số các bạn muốn sở hữu ô tô trong vòng 8 tháng? Bao nhiêu cho số các bạn muốn sở hữu một chiếc xe hơi mà có thương hiệu bông tuyết, có logo bông tuyết, xe hơi của Sibri trong vòng 8 tháng? Bao nhiêu cho số anh chị em muốn có một chiếc xe rồi mà mình còn muốn có Mercedes-Benz, có biệt thự gì nào? Thì chúng ta cần phải nắm rất là rõ về cái công thức sở hữu ô tô trong vòng 8 tháng này. Và công thức đó là gì? Công thức đó là tư duy đúng cộng hành động đúng bằng ô tô. Chúng ta cần phải có một tư duy của một nhà kinh doanh đa mạng, một tư duy của một cái người xây dựng hệ thống kinh doanh thông qua 9 bài đào tạo. Và hành động đúng là gì? Hành động đúng là chúng ta áp dụng chính xác 9 bài đào tạo này và tìm thật nhanh 5-15 người thực sự khát khao mong muốn xây ô tô trong vòng 8 tháng và chuyển giao cho toàn bộ cái công nghệ kinh doanh cực kỳ tuyệt vời này cho. Và chắc chắn chúng ta sẽ là những người giành được ô tô trong vòng 8 tháng. Và ở Việt Nam chúng ta đã có 10 chiếc xe Mercedes-Benz và gần hơn 170 chiếc xe hơi tham gia vào dự án xe hơi. Và trong số những cái con người đã có xe hơi của thương hiệu Sibri, họ đều áp dụng chính xác công thức thành công chắc chắn này. Họ đều áp dụng chính xác công thức xe ô tô trong vòng 8 tháng này. Và kết quả là câu trả lời tốt nhất, kết quả là chân lý. Có những người chỉ học với lớp 3, có những người chỉ học với lớp 8, có những người là nông dân chính hiệu, có những người là sinh viên, có những người mới 21 tuổi, có những người là 25 tuổi giống như Thịnh, có những người là 76 tuổi, có những người bán cá, có những nông dân chính hiệu. Và kết quả là câu trả lời tốt nhất, đúng không ạ? Và 9 bài đào tạo này là gì? Chúng ta biết bài 1 là hai câu hỏi tối quan trọng. Khi mà chúng ta học được bài học đầu tiên là hai câu hỏi tối quan trọng, chúng ta sẽ biết mình cần phải làm cái việc gì quan trọng nhất và cái đích của chúng ta là ai và chúng ta muốn trở thành ai để chúng ta không đi lạc đường. Và khi mà nắm được cái câu hỏi đầu tiên, khi mà nắm được bài học đầu tiên, chúng ta sẽ đi vô cùng nhanh với bài học số 2: tại sao lại Sibri trả tiền cho bạn. Bạn sẽ hiểu lấy lý do tại sao mà Sibri lại trả tiền cho chúng ta. Với bài học số 3: sức mạnh của cấp số nhân, chúng ta sẽ hiểu được sức mạnh của cái ngành network marketing, một cái ngành kinh doanh đã làm rung chuyển cả thế giới. Với bài học số 4, chúng ta sẽ được cầm tay chỉ việc và chúng ta sẽ học được 6 bước đi đầu tiên dành cho những người bắt đầu. Làm sao để chúng ta có thể bắt đầu? How? Làm thế nào để chúng ta có thể bắt đầu ngay lập tức để xây dựng một cái hệ thống kinh doanh? Đây là bài học số 4. Với bài học số 5, chúng ta sẽ biết được 6 bước để làm việc với ý kiến phản đối. Chúng ta sẽ trở thành một bậc thầy giao tiếp, chúng ta sẽ trở thành một bậc thầy đàm phán. Với bài học số 6, chúng ta sẽ nắm được lý do tại sao chúng ta lại lựa chọn Sibri. Đấy, lựa chọn tập đoàn Sibri chứ không phải là một cái lựa chọn với một tập đoàn kinh doanh theo mạng khác. Chúng ta sẽ hiểu được lý do vĩ đại do lựa chọn và thành công chính là lựa chọn. Với bài học số 7, chúng ta sẽ nắm được 7 kỹ năng vô cùng quan trọng để chúng ta áp dụng vào công việc kinh doanh này. Với bài học số 8, chúng ta sẽ biết cái lò S9 là gì mà khiến cho đầu vào là những người bình thường mà đầu ra là những người phi thường. Cái hệ thống sự kiện trong năm 2021 là gì và cái hệ thống sự kiện này nó sẽ giúp cho những người bình thường phát triển như thế nào, đúng không ạ? Với bài số 9, chúng ta sẽ nắm được bản đồ thành công, cái công thức thành công vô cùng tuyệt vời, công thức thành công tuyệt đỉnh để làm sao để chúng ta đi không bao giờ lạc đường, chúng ta đi không bao giờ mà không đến đích, đúng không ạ? Chúng ta đi chắc chắn sẽ đến đích. Và khi mà nắm được 9 bài đào tạo này và chuyển giao công nghệ cho 5-15 người, chắc chắn chúng ta sẽ có ô tô trong vòng 8 tháng. Và chúc cho tất cả anh chị em thành công, và chỉ cần chúng ta áp dụng chính xác những điều này, chắc chắn chúng ta sẽ được đạt được cái kết quả tuyệt vời. Ok, xin chào và chúng ta sẽ cùng nhau đi với nhau từng bài học một để Thịnh sẽ chia sẻ cho anh chị em nha. Ok, yes.